Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Car Center. Ngày hôm nay thì em xin phép được báo giá đến quý anh chị và các bạn về những mẫu xe hiện đang có sẵn tại cửa hàng em ngay lúc này, quý anh chị và các bạn nhé. Thì đầu tiên này, chúng ta hãy đến với những chiếc sedan trước đi. Chúng ta có một chiếc sedan hạng D, một chiếc Toyota Camry phiên bản full cao cấp nhất, bản 2.5Q với năm sản xuất là 2019. Xe lăn bánh chuẩn, chỉ có 52.000 km mà thôi. Giá hiện đang được chào bán tại Car Center bây giờ ở mức giá 899 triệu đồng. Có gia lộc thêm chút cho quý anh chị và các bạn. Xe thì cũng đã gọi là trang trí thêm tí về phần body kit cũng như là mâm lốp, nhìn cho nó trông rất là thể thao này và khỏe khoắn nữa. Đấy, chúng ta có thể để ý cái mặt ca lăng đen này, bộ mâm lốp đa chấu cùng củ phanh đã sơn đỏ rồi. Đấy, nhìn cũng tương đối là hầm hố và phong cách đấy. Dàn lốp thì chủ xe khi mà lên mâm lốp thì đã thay luôn dàn lốp Michelin mới cứng rồi, quý anh chị và các bạn nhé, đi phải gọi là cực kỳ êm luôn. Xe thì cũng đã làm cách âm khung gầm rất là, khung gầm gọi là cách âm xung quanh cả xe luôn, rất là ổn. Chiếc Mazda 2 này thì bên em đã bán rồi, ra biển rồi, phiên bản Deluxe 2023, siêu lướt chỉ có mấy trăm cây thôi. Đấy, chắc là ngày mai kia là khách nhận xe thôi nên là em sẽ không giới thiệu qua nữa. Nhưng mà bên em vẫn còn một chiếc y hệt nhá, nhưng mà là phiên bản Luxury sản xuất 2021 ở trên tầng. Đấy, bên cạnh chiếc xe này chúng ta có một chiếc Toyota Fortuner phiên bản máy xăng một cầu 2.7V sản xuất 2017, form mới, lăn bánh chuẩn hơn 10 vạn một chút xíu thôi quý anh chị và các bạn nhé. Giá đang được chào bán tại Car Center là 739 triệu đồng cho một chiếc Toyota Fortuner màu đen, nội thất nâu. Đấy, một chiếc xe tạo nên thương hiệu của Toyota, một trong những mẫu xe tạo nên thương hiệu. Hai chiếc xe về dưới thì bên em đã nhận cọc rồi nên em sẽ không giới thiệu qua nữa. Đấy, có clip nào em sẽ giới thiệu sau quý anh chị và các bạn nhé. Và đây, VinFast Lux A phiên bản Base sản xuất 2021, 595 triệu đồng. Có gia độc thêm cho quý anh chị và các bạn. Xe màu đen, lăn bánh được hơn 4 vạn km. Còn tương đối là mới, một trong những cái mẫu xe có thể nói bây giờ là, nếu mà xét về giá thì là bậc nhất trong cái tầm giá của mình luôn. Khung gầm bệ, nói chung cảm giác lái động cơ cực kỳ là ổn luôn. Xe đã lên mâm vành khác so với nguyên bản quý anh chị và các bạn nhé. Nhưng mà bây giờ quý anh chị và các bạn yên tâm là đi đăng kiểm vẫn vô tư luôn. Dán lốp Michelin mới cứng, rất là đẹp. Và mâm thì chủ xe đã độ lên rồi. Đấy, không có bất kỳ vấn đề gì về đăng kiểm, cho quý anh chị và các bạn yên tâm nhé. Sang đến phía bên kia, chúng ta có Pozo này. Pozo 3008 phiên bản AL sản xuất 2022, lăn bánh được chuẩn 30.000 km thôi. Giá đang được chào bán tại Car Center bây giờ 819 triệu để sở hữu một chiếc Pozo, mẫu xe đến từ nước Pháp, một chú sư tử Pháp đây, form mới, mẫu mới rồi. Đấy, mà lăn bánh chỉ có 30.000 km thôi, 819 triệu. Rất là hợp lý trong tầm tiền với nhiều mẫu xe khác quý anh chị và các bạn nhé. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm, đó thì hãy gọi ngay nhé, vì chiếc xe này là một trong những chiếc xe rất là hot trong tầm giá đấy ạ. Sang đến phía bên này, sang đến bên đây thì chúng ta có Kia Sorento phiên bản máy dầu Luxury sản xuất 2022. Chiếc xe này thì lăn bánh được hơn 3 vạn thôi và giá thì đang được chào bán tại Car Center với mức giá cũng tương đối là hợp lý và dễ chịu thôi, chỉ có 929 triệu đồng mà thôi quý anh chị và các bạn nhé. Một chiếc xe gầm cao 7 chỗ đến từ nhà Kia, cực kỳ rộng rãi và nhiều option trong phân khúc. Chúng ta hãy cùng xuống bên dưới để xem nốt những cái mẫu xe còn lại. Đây này, xuống bên dưới này có chiếc Honda BRV phiên bản L với năm sản xuất là 2023, lăn bánh đâu đấy chỉ có 14.000 km mà thôi. Giá Car Center đang chào bán với mức giá là 715 triệu đồng. Có gia lộc thêm chút cho quý anh chị và các bạn đến xem xe trực tiếp tại showroom. Có Honda Sensing, có đầy đủ option tiện nghi, phanh điện này cũng như là phanh điện thì chưa có đâu. Có Honda Sensing này, có cảnh báo này, có ga tự động này. Rất là đầy đủ tính năng luôn. Bên cạnh chiếc xe này thì chúng ta có một chiếc Mercedes-Benz GLC nhá. Phiên bản là phiên bản 300 Formatic với năm sản xuất là 2018.
Chiếc xe này bây giờ chỉ còn có 1 tỷ 190 triệu đồng để trải nghiệm mà thôi. Lăn bánh được 6 vạn km quý anh chị và các bạn nhé. Màu đen, nội thất nâu đen. Đấy. Cùng đi xuống bên dưới. Bên dưới đây thì chúng ta có một chiếc chiếc GLC thì là đen đen nhé. Còn bên dưới đây chúng ta có một chiếc E300 sản xuất 2016, màu đen, nội thất nâu đen. Chiếc xe này thì Car Center đang chào bán với cái mức giá là 1 tỷ 179 triệu đồng để trải nghiệm một chiếc E300 sản xuất 2016 bản full cao cấp nhất quý anh chị và các bạn nhé. Form dáng cực kỳ đỉnh luôn, option tiện nghi gọi là mắc đầm trong phân khúc rồi. Đấy, mâm lốp AMG, đèn đóm cũng là đèn LED thông minh, hiệu suất cao. Đấy, chiếc Macan bên cạnh thì bên em đã tạm nhận cọc, có gì em sẽ thông tin sau nếu mà có gì thay đổi quý anh chị và các bạn nhé. Lên đến trên tầng của cửa hàng thì chúng ta có ở đây Mazda 2 dáng sedan Luxury sản xuất 2021. Chiếc xe này thì mới lăn bánh được 28.000 km thôi. Bây giờ 449 triệu đồng có ra lộc chút chút cho quý anh chị và các bạn nhé. Bên cạnh chiếc xe này thì chúng ta có Mazda 3 sản xuất là 2018, lăn bánh 50.000 km, xe tương đối là đẹp. Đấy, màu vàng cát, đầy đủ lịch sử hãng. Giá hiện đang chào bán tại Car Center là 465 triệu đồng, có ra lộc thêm cho quý anh chị và các bạn. Chiếc Nissan Navara bên cạnh thì em sẽ báo giá sau cho quý anh chị và các bạn nhé. 2016 bây giờ chỉ còn hơn 300 triệu mà thôi. Toàn bộ các mẫu xe bên em đều có hỗ trợ trả góp ngân hàng, tối đa là 70% giá trị xe, cũng như là cam kết bằng văn bản hợp đồng về chất lượng xe bán ra tại Car Center. Nếu quý anh chị và các bạn nào có nhu cầu hoặc quan tâm bất kỳ mẫu xe nào thì đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center nhé. Một lần nữa em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.